Cơm đi. À bây giờ về á? À, bây giờ đi bây giờ. Ô thế thì gọi anh Quý để xem thì có quay tiếp hay không. Không em chửi cho gọi điện cho ông ấy bảo. Thế bây giờ em về không có ai trông kênh thì em học kênh này cọp kênh nó một. Gọi đi. Mẹ con này, làm không hỏi ý tao lại mười. Chết rồi, cẩn thận. Nguy hiểm, cận kề. Làm gì mà không hỏi, mệt lắm. Và cũng xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng chương trình, đó chính là nhãn hàng Lưu Men, nhãn hàng Golden Field, website bóng đá fan ca sĩ mà anh Quý và Dubai Black đã cùng đồng hành cùng đội tuyển AFC Việt Nam và một giải đấu tập luyện. Vâng, nói là tập luyện thôi nhưng mà thi đấu mà giành ai cán đích ở vị trí đầu tiên với điểm số cũng như là hiệu số bàn, hiệu số trận thắng trận thua cao nhất. Đương nhiên là vẫn có một phần thưởng khá là lớn chứ không phải nhỏ. Và các bạn có thể vâng liên lạc liên hệ tới ban tổ chức để ủng hộ và đồng hành cùng giải đấu. Vâng, mời tất cả các cá nhân cũng như các tổ chức có ý định ủng hộ cho đội tuyển AFC Việt Nam và ủng hộ cho ban tổ chức thì các bạn hãy liên hệ theo địa chỉ email website AFC, địa chỉ email đó là afcvietrung@gmail.com. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với diễn biến của trận thi đấu thứ hai này và tôi sẽ không xin phép không nói quá nhiều về bài. Còn tí nữa chúng nó đánh nhau rồi lúc đấy thì hãng bình luận to được, bởi vì lúc đấy nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thế trận nữa. Còn bây giờ mà nói ra cái gì thì nó lộ hết. Và khi mà lộ thì nó gây ra, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cái việc hai cái thủ thi đấu. Vì thế nên hy vọng các bạn sẽ thông cảm. Somas, Rogan, Alamas, 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 Alamas
Vâng, các bạn có thể thấy một cái thế bài mà các bạn có thể thấy chim sẻ lắng đang đóng BA rất quyết đoán. Và chim sẻ đang là người lên đời rất sớm, sớm hơn BB là khá nhiều. Vâng, quay trở lại với trận thi đấu thì lúc này chim sẻ lắng đang chiếm một thế công, và các bạn có thể thấy nhà đóng như thế này lại thành ra là quá là chuẩn hướng và cực kỳ đẹp khi mà nhà là vâng nó vâng định cư trên một con đồi rất cao, và BB muốn công được vào cái nhà BA này muốn công vào nhà của chim sẻ lắng sẽ phải vượt qua một cái BA, cái nhà trong nhà lọt mồ cung đờ vào nhà đang hơi khó chịu. Sao sẽ xử lý được con cung đờ này ngay thôi. Và BB khi mà đi một vòng quanh nhà chim sẻ sẽ bắt đầu phát hiện được ra cái điểm yếu của chim sẻ, đó là điểm yếu từ đường 3 giờ lên 12 giờ. Đấy, có hàng he. Đây chính là điểm yếu của chim sẻ. Bởi vì cái công, nếu mà công cái bản nhà thì thực sự là cực kỳ khó để cho BB hay là bất cứ ai khác có thể lên được, qua được cái nhà của chim sẻ. Trừ khi là một tên nào đó nó quá hảo diện rồi. Còn như muốn công lên bằng quân thì thực sự nó là hơi khó dành cho BB. Bởi vì cái nhà hàng tứ phía nó là đồi núi, vâng nó là những con dốc, và đây rồi BB quyết định công ở một cái mặt khác, một cái mặt nhà nó dễ công hơn, đó chính là khu vực dãy hàng ngay cạnh nhà BB. Vâng, chim sẻ của này không về kịp rồi, nhiều khả năng sẽ là đổ nhà tên này. BB vào luôn, và BB biết rằng lượng quân ở nhà của chim sẻ là không có, và cả hai sẽ cùng mất nhà tên này luôn.
sẻ đang vơ dần và té nhanh hơn. Trong khi đó thì BB bây giờ bắt đầu té. Có bãi quả ngon quá, tuyệt vời đấy, bãi quả cực kỳ tuyệt vời dành cho game thủ chia sẻ 65. Và BB bây giờ phải đang phải mang rất nhiều dân ra để có thể tạo. Vâng, vẩy e rất tốt. Và khi mà đối đầu với BB thì chia sẻ cũng đánh với cái tâm lý là cẩn thận và tôn trọng đối thủ hơn so với những game thủ mà được đánh giá về trình độ là yếu hơn mình. Đây, mất nhà nhưng bây giờ tham gia của chia sẻ vẫn đang có thể xong được quân chứ không phải không, vẫn đang có thể xong được quân do đang ăn hoàng bãi quả mà BB đang chưa phát hiện ra. Vâng, gọi là đánh lạc hướng, chạy dần đánh lạc hướng để không bị BB phát hiện ra bãi quả. Và BB vẫn đang đứng đốt ruộng và chưa đi tìm ra đàn hoàng của chim sẻ. Trong khi đó thì các bạn có thể thấy một lượng một lượng dần lớn của BB đang bị đuổi theo bởi những con cung lừa của chim sẻ. Đang BB đang chạy đi đâu đây, khu vực nhà BB cũng đã mất lốt rồi. Bắt quân ở khu vực nhà 64/80. Chim sẻ đang có những pha đi quân tinh tế hơn và BB đã đi sai. Tỷ số 2-0 trong trận thi đấu này, rất hay. Vâng, BB cũng vâng, BB mới là người đóng A sai hướng. Các bạn có thể thấy đen, quá đen dành cho BB. Nếu như nhà chim sẻ ở góc 3 giờ thì sẽ là đẹp hơn, nhưng hơi đen cho BB là nhà của chim sẻ lại ở hướng 12 giờ công xuống. Vì thế mà cái mặt yếu nhất, mặt chưa hề bo bế thì lại bị công ngay vào cái mặt đấy, rất khó đỡ. Nó cái thế nhà nó là quyết định trận thi đấu này, chứ cũng không có nhiều cái gì nó ảo diệu hơn. Chúng ta sẽ cùng chờ cho mấy phút.